Hello. Hello, hello, hello. Hôm nay mình sẽ đi ăn McDonald's. Mình sẽ đi mua McDonald's. Mình sẽ ăn trên xe. Vào ở McDonald's thì nó có menu là một đồng. Thì mình sẽ ăn thử những cái món một đồng đó. Một đồng hay đồng? Nó cũng có bơ. À, nhưng mà bây giờ hôm nay là một đồng đó. Một đồng thôi, nhưng mà nó đông cái một đồng nước nó chỉ có cái nước nó có hamburger nữa, nhưng mà cái nước nó chỉ có cái nước nước sét thôi. Nước sét là 2 đồng. Really? Vậy là 1 đồng đến 3 đồng. Mình sẽ thử mấy cái đó gọi là tiết kiệm nghèo á. Thất nghiệp. Bây giờ mình sẽ đi tới đó, không biết là nó có cái máy tự order. Thấy cao. Đây nè. Meal trước hả? Mình ăn luôn. Đó, có 3 đồng, 2 đồng, màu đồng có nè. Cái này đây. Cái này này đi, này đi. Smart. Đúng, đúng chưa? McDonald's tổng cộng là không biết 10 đồng mấy á, chả tây không à? À. Rất thể dơ, rất thể dơ. Ok. Bây giờ mình đang làm gì đó? Mình đang ngồi mình chờ. Chờ hả? McDonald's này nó bự nè, nó có thêm trò chơi cho con nít. Có nhà chơi nữa nè, có cầu tuột nè. Trò chơi cho con nít luôn. Bự không? Cái gì? Chocolate chip. Chocolate chip. Chocolate chip frappuccino của McDonald's. Là cái này là mango xoài thơm smoothie. Có thể coi. Nó làm như giống như đồ thiệt luôn á. Bên đang xì cái chắc. Đen đã đen rồi mà còn mặc áo đen. Thành ra là đen. French fry. Cái đó là 2 đồng mấy hả? Anh mình nó được 2 đồng mấy luôn á. Này giống như 1 đồng mấy à? Đúng không? Mang vô. Sáng mà. French fry 2 đồng 29. Trời ơi. Nó mà như nó lấy lộn. À chắc vậy. Không. Ai biết đâu. Nhìn hình ở trên thì cái này 1 đồng. Đúng rồi.
bacon với lại hamburger với cheese. Còn cái này là gà. Dạ, ủa em nhớ có rau đúng mà. Nhớ cái này có rau nữa đúng không? Không có rau, 3 đồng mới có rau. Cái mà cái này nè. 3 đồng mới có rau. Vậy hả? Buồn nha. Mua rẻ mà đòi hỏi. Con nhớ cho mình cái chốc luôn á. Tiêu rồi. Được không? Cấm nghỉ. Nó có một lớp bánh, hai miếng thịt mỏng, bacon, như là thịt heo hun khói vậy đó, là cheese thôi. Ăn thì nó cũng bình thường giống như hamburger bình thường thôi, nhưng mà mình thích in and out hơn cho nên là ăn này nó mình. Cái này thì nó có miếng gà với lại coleslaw, cải mà nó có sauce. Có pickle. Gà cũng giòn. Không phải. Cái này có cà phê mà không? Có hả? Chứ là nó có mấy cái sô-cô-la. Nó ấy nhỏ 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 nhỏ. Ngon. Có cái này 1 đồng hả? Cái này 1 đồng. 1 đồng là khoảng cỡ? No mà ăn no mà miếng bự rồi. Đồng là khoảng bao nhiêu tiền đây nè? 20 ngàn. 20 mấy. 22 ngàn. Cái này còn 40. Ok. Nè, đó hả? 40 đồ ăn có phải chưa ta? Lâu quá rồi không về Việt Nam, không biết. Hả? Tổng cộng hết cái này là 10 đồng. 10 đồng là 200 ngàn. Hả? Chiên ngọt xé bùi. Này nó có 2 miếng thịt, 1 miếng chi ở giữa. Rất ngon. Tức bở bòi hả? Ăn nó khác. Khác nó bột bột. Thịt nó mỏng lét. Từ lúc mà em quen anh là em nghĩ McDonald's. Dạ, chưa em ăn McDonald's. Ừ. Em quen anh rồi em ăn cái gì? Cái này nào không? Ừ, mà McDonald's không? Chứ đi chơi ba em tặng những cái McDonald's. Lắm vậy. Tại không có dám mà thử mấy cái món khác. Tại sao không ăn thịt? Không biết. Không thích. Không. Giống như là ăn cái gì nó original. À, ăn cái gì mình quen thuộc. Nhìn cái ba mẹ em nhìn ăn ngon.
giờ ba mẹ em hay ăn ở Jack in the Box. Mẹ em thích french fry của nó. Là mẹ em nói vô à, kêu con cái hai người ăn no. Mà tính đầm nó cũng chả rẻ. Tại bánh hôm nay nằm ngã tí à. Lên pha này mà nếu mà đồng ấy thì ok, chứ còn mà tính hai đồng mấy thì là mắc. Nha. Chắc nó đưa lộn. Đưa lộn. Không mà 10 đồng nó chưa? Ok. Có nước nữa mà. Chỉ ra mỗi người 5 đồng. Không nhưng mà nếu 5 đồng thì nó có cái combo. Mấy cái mà combo mà chỉ có nước rồi vừa xanh tay rồi burger này nhiều cái nó còn bận. Mà không biết combo nó nhiều cái mắc hơn nhưng hả? Mà, combo nó nhiều khi 7-8 đồng. 7-8 đồng. Có mong thấy in nào cũng vậy hả? Bữa anh order một ly nước. Ly nước refill được. Một cái hamburger double. Một cái french fry 7 đồng mấy. Mình nước thì không ngon bản này, tại vì nó chỉ là nước ngọt. Ngọt thôi. Mà tại mình cũng giống như mình ăn đâu quen đó, mình thấy chỗ nào cũng ngon mình ăn. Mình thôi làm hamburger tự nhà làm. Bữa nay mình tự mình làm. Thấy không? Thấy rồi. Nè, hai cái chung một nhau. Em ăn có nửa cái này à, nửa cái kia nữa. Cái này có 1/3. Vậy mà em vẫn mặn hơn anh. Em sắp vượt trội anh em. Anh cân lại chưa? Nhiều. 120. Bữa giờ cũng 120. Em còn à 7 pound nữa em mặn anh. Cái gì? Mập ấm đâu quan trọng. Quan trọng mình khỏe được rồi. Mình ăn ngồi cái chè mập cái vậy, mập cái vậy, nó ốm cái vậy, ốm cái vậy. Ốm lên hình mới đẹp. Mình khỏe thôi được rồi. Thôi thì đi tập thể dục đi. Nó có 6 muối. Nhìn cho nó khỏe. Tập mông cho nó bự. Mọi người bớt cho nó đã. Khoái mông to. Gánh đít bự. Gánh đít bự. Gánh đít bự. Gánh đít bự. Ta gọi là gánh đít bự. Gánh đít bự. Phong lê. Cho anh bớt nào không? Cho anh bớt nào. Ta ăn vẫn ăn mượt ngại. Thì anh đừng có dòm vô đây rồi. Sao anh biết em anh? Sao anh biết em dòm anh? ăn mẹ em dòm anh ngại. Cho miếng rau chứ không cho miếng rau. Thì thêm miếng rau nữa, thêm đồng nữa là thành 3 đồng. Rau nhiều đồng. Không mà nãy em nhìn hình có thấy miếng rau sao? 3 đồng. Miếng cải ở dưới á, không cái mà nãy cái gà. Ờ chắc là coleslaw. Cho chút xíu. Con mà người ta nhìn miệng ăn mình ở nhà. Sẽ dơ miệng. Anh chút.
đi đây tao ăn cho. Sợi dây miệng. Ăn tao thấy mệt quá. Che lại sợi dây miệng. Ngon ngon. Che xăm ba. Ba. Ai thích thì like. Ai thích video này thì like. Ai thích video này thì like rồi còn kỳ quá. Ai thích video này thì like. Còn ai muốn coi nhiều hơn nữa về cái video mà giống vậy thì subscribe. Thank you. Bye.